Chào con nha. Hôm nay mình lên Mộc Hóa Long An để thăm trại ở Mộc Hóa. Trại này là 500 con. Hiện tại 500 con chuẩn bị xuất chuồng là được hơn 70 ngày rồi. Giống mà thức ăn bên cơ sở mình giao nuôi rất là đạt luôn. Quá đẹp luôn. Giai đoạn ra lông thì chủ nhà có cho kèm lúa thêm. Mấy cái này là thức ăn. Bay đứng bên kia luôn rồi. Trống còn hơi yếu lông. Đợi khoảng vài ngày nữa thì mình sẽ cho xe anh mình lên bắt lại hết. Hiện tại thì trại ảnh đang nhập vô tiếp 2.000 con. Sẽ vô quay cái trại ươm 2.000 con ảnh đang ươm mới vào giống ngày hôm qua. Là cái khu trại ảnh làm từ vịt con ra tới vịt lớn luôn. Anh nhìn con. Hiện tại thì mình lên thì thấy ảnh mới chỉ lắp có 10 bóng đèn ấm thôi. Mùa mưa này thì mình có nói ảnh là sẽ lắp thêm 10 bóng đèn bên đây nữa, tức là 2.000 con phải ít nhất là 20 bóng đèn thì mới đủ cái độ ấm cho con vịt trong mùa mưa này được. Cái giai đoạn 3 ngày đầu ấm rất là quan trọng. Nếu mà con để chuồng ấm mình bị lạnh thì vịt rất là dễ vô thương hàng. Nó vô thương hàng rồi mình sẽ nói sẽ ảnh hưởng tới cái giai đoạn phát triển sau này của con vịt. Mà con lưu ý là cái đừng có tiết kiệm cái đèn ấm. Quan trọng là từng lễ đầu như bà con làm sao mà con vịt nó không có bị ảnh hưởng đột ruột, không bị tiêu chảy thì con vịt sau này nó sẽ rất là đạt. Đây là chuồng ấm 2.000 con. Hiện tại chỉ có 10 bóng đèn. Mình đang nói ảnh câu thêm 10 bóng đèn bên đây nữa. Đây là thức ăn vịt con. Còn lưu ý là cái viên thức ăn
Thì hôm nay cơ sở sẽ cho hai xe lên thu lại về dịch 500 con này của trại. Đây là trại hợp đồng lấy giống và thức ăn 100% bên cơ sở, nên cơ sở sẽ có hợp đồng bao tiêu giá dịch bệnh khi xuất chuồng. Thì bên mình sẽ thu lại số lượng lớn, thu một lần 500 tới 1.000 con. Đối với khách hàng nhập giống từ tháng 5 cho tới cuối tháng 7 2022 sẽ nhận được hợp đồng bao tiêu giá thấp nhất 60.000 đồng một ký. Thì bà con nào quan tâm có thể liên hệ số điện thoại bên dưới 0974842805 để được tư vấn và đặt hàng. Cơ sở Vịt Xiêm Phi Đoàn xin cảm ơn sự tin tưởng cũng như ủng hộ của bà con gần xa. Thời gian qua, cơ sở Vịt Xiêm Phi Đoàn xin kính chào bà con ạ.